Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh S Channel. Mình là Ngọc Vi. Cách đây không lâu thì chúng ta đã nghe nhiều lời đồn về việc là Pepsi sẽ sản xuất điện thoại. Thật ra thì lúc nghe tin đồn này mình cứ cảm thấy là sốc tới ốc. Anh bán nước mà lại đi bán luôn điện thoại, không biết là sẽ như thế nào. Mà hẳn là lời đồn thì cứ là lời đồn, rồi tóm lại là chưa biết như thế nào đấy. Vậy mà đúng vào cái lúc thị trường công nghệ đang bắt đầu lắng động một thời gian dài, hẳn là sẽ rất là nhàm chán, thì anh bán nước ngọt này lại bất ngờ hiện thực hóa tin đồn và chính thức tung ra chiếc smartphone giá rẻ có tên gọi Phone B1S tại thị trường Trung Quốc. Với mức giá chỉ có 110 đô la Mỹ, tức là khoảng 2,47 triệu đồng, thì liệu chiếc điện thoại đầu tiên mang danh một hãng nước giải khát sẽ như thế nào? Chúng ta hãy cùng xăm soi một chút nhé. Chiếc Pepsi Phone này sẽ có hai phiên bản, chuẩn thì gọi là B1 Phone, còn phiên bản China Unicom thì sẽ là B1S. Mình cứ gọi nó là B1S vậy nhé. Chiếc Pepsi Phone B1S này phải nói là ngoài mong đợi. Chỉ là một chiếc điện thoại giá rẻ thôi nhưng mà lại sở hữu thiết kế sang trọng với nhôm nguyên khối, cùng với mặt trước là kính cường lực cong 2,5D. Màn hình cong này chính là loại mà chúng ta vẫn thường thấy trên iPhone thế hệ mới. Ngoài ra thì B1S còn được bổ sung cả tính năng cảm biến vân tay và được đặt ở mặt lưng. Chính điểm này cộng thêm màn 2,5D các kiểu thì nói thật là mình nhìn qua có cảm giác nó khá giống với chiếc R7 Plus của Oppo. Kết hợp với giao diện đỏ xanh của Pepsi thì lại trông giống với chiếc Oppo phiên bản Barcelona mà mình từng mở hộp. Hẳn là nếu như bóc logo Pepsi ra, gắn chữ Oppo vào, kéo cái cảm biến dài ra thêm chút nữa thì là giống y hệt luôn. Nói về phần màn hình, B1S sở hữu màn hình có kích cỡ 5,5 inch với độ phân giải Full HD. Chưa biết thực tế thì như thế nào, nhưng về mặt số liệu thì hẳn là chất lượng hình ảnh sẽ không tệ với một độ điểm ảnh vào khoảng 401 ppi. B1S còn được trang bị một viên pin có dung lượng 3000 mAh, hẳn là chúng ta có thể dùng khá là thoải mái. Một điểm cộng nữa là mặc dù pin dung lượng lớn nhưng mà chiếc máy này chỉ có độ dày 7,7mm mà thôi, mỏng hơn nhiều so với nhiều đối thủ khác có cùng dung lượng pin trên thị trường, chẳng hạn như là chiếc smartphone đình đám gần đây của Xiaomi, Redmi Note 2. Một điểm cộng khác là dù sở hữu màn hình lớn và thiết kế kim loại, lại thuộc dòng giá rẻ nhưng máy cũng chỉ nặng có 158g mà thôi, dễ hình dung thì nó sẽ xem với lại chiếc SE Plus của Samsung. Về cấu hình thì Pepsi Phone B1S sẽ mang sức mạnh của con chip MediaTek MT6592 với 8 nhân và xung nhịp 1.7, RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB có hỗ trợ cả khe cắm thẻ nhớ mở rộng. Cấu hình này với một chiếc smartphone giá rẻ có thể nói là quá đủ. B1S sẽ hoạt động trên giao diện có tên khá lạ là Dido OS 6.1, được tùy biến trên nền tảng Android 5.1 Lollipop. Mọi thứ về cấu hình, màn hình, thiết kế các kiểu của B1S với một chiếc điện thoại quá rẻ dường như là quá đủ rồi, thậm chí là có vẻ dư đấy. Những tưởng rằng camera sẽ là một điểm kém bởi vì dù gì thì cũng là giá rẻ mà, không thể tốt hết được. Vậy mà đọc thông số lại giật mình không kém khi mà B1S cũng được trang bị bộ đôi camera có thông số quen thuộc 13MP ở phía sau và 5MP ở phía trước. Ngoài ra thì cả hai SIM của B1S cũng đều được hỗ trợ kết nối 4G LTE. Có thể nói với mức giá chỉ khoảng 2 triệu 470 nghìn đồng thì mọi thứ của Pepsi Phone B1S là tuyệt vời. Mà đây chỉ là mức giá của đợt thứ hai, còn những người mà đặt mua đợt đầu thì chỉ có mức giá là 78 đô, tức là khoảng 1 triệu 750 nghìn. Tuy nhiên thì đợt thứ ba sẽ là 156 đô, tức là khoảng 3 triệu 500. Còn khi kết thúc vòng góp vốn, nó sẽ cố định ở mức giá là 203 đô, tức là 4 triệu 550 nghìn. Hiện tại thì đợt 1 rẻ nhất đã bán hết sạch rồi. Hẳn là nếu như ai mà thích một chiếc điện thoại giá rẻ lại đầy đủ mọi thứ như thế này, nếu mà có quen ai bên tung của thì nên hốt ngay một em đi đấy. Đối với B1S này thì chúng ta cũng có đến 3 lựa chọn màu sắc là xanh, gold và bạc. Màu gold và màu bạc thì thường thấy rồi, còn màu xanh này hẳn là màu xanh của anh Pep. Có thể thấy lần đầu đá chéo sân của Pepsi là không hề tệ, anh bán nước bán điện thoại cũng không đến nỗi nào. Chỉ có điều là sự thật thì chiếc điện thoại này không phải do Pepsi sản xuất. Anh chàng bán nước chỉ cấp quyền thương hiệu cho một công ty tên là Shenzhen Copy Communication Equipment sản xuất mà thôi, tên dài khiếp. Dù gì thì đây cũng là chiếc smartphone đáng tin cậy bởi vì nó được gắn mác và xem như là được bảo đảm bởi một thương hiệu nổi tiếng, dù không phải là về smartphone. Mình đang nghĩ là không biết là tương lai liệu Coca-Cola có ra mắt luôn một chiếc laptop không nhỉ? Còn các bạn nghĩ như thế nào về chiếc smartphone này? Các bạn có muốn sở hữu một chiếc điện thoại giống như thế này không? Đừng quên để lại ý kiến của mình bằng những comment chia sẻ ở bên dưới nhé. Cuối cùng thì xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu cảm thấy video hữu ích, đừng quên like và subscribe channel. Xin chào và hẹn gặp lại.